Bà nghĩ tới điều gì đầu tiên khi nghe thấy tên gọi khoa tâm thần? Ồ, tất nhiên là sẽ có những bệnh nhân bị bệnh tâm thần nặng và không thể kiểm soát hành vi của mình như vậy. Nhưng mình nghĩ rằng đó cũng chính là những định kiến trong vô thức của nhiều người khi nghe thấy một ai đó mắc bệnh liên quan đến tâm thần. Điều đó dẫn tới một vài thực trạng dở khóc dở cười trong ngành này. Thứ nhất là người bệnh khi gặp phải các vấn đề về tâm thần, tâm lý nói chung sẽ ngại đi khám vì không muốn chấp nhận rằng mình mắc bệnh. Thứ hai là bác sĩ đôi khi sẽ phải fake chẩn đoán một chút, vì chẳng hạn như nếu chẩn đoán đúng là bệnh B thì mọi người sẽ xa lánh người bệnh và khiến cho bệnh ngày càng nặng thêm. Nên là thôi, bác sĩ thì sẽ cứ điều trị bệnh B, nhưng chẩn đoán có thể sẽ ghi là bệnh A cho nó nhẹ nhàng hơn. Năm thứ năm đại học thì bọn mình có học ở khoa tâm thần trong vòng 2 tuần. Buổi đầu đi học thì bọn mình được dạy cho cách hỏi bệnh và viết một bệnh án tâm thần. Các em hỏi bệnh phải khai thác tất cả các thông tin liên quan đến cuộc sống của người bệnh, từ lúc còn nhỏ cho đến khi học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ở nhà thì gia đình sống có hòa thuận không? Ở trường thì thầy cô giáo có yêu thương, bạn bè có đoàn kết, ra trường thì làm nghề gì? Tuy nhiên lý thuyết là vậy thôi, chứ đối với bọn mình lúc bấy giờ thì điều đó chỉ có nghĩa là thay vì phải viết 5 đến 6 trang cho một bệnh án như thông thường, thì giờ đây bọn mình phải viết những bệnh án có khi dài tới cả chục trang vẫn chưa hết. Một hôm đang đi hỏi bệnh thì mình nhìn thấy có một bạn gái tóc ngắn, mặc áo bệnh nhân, cứ lóc cóc đi theo bọn mình. Tất nhiên là bọn mình cứ mặc kệ bạn ấy đi theo thôi. Nhưng điều đặc biệt là bạn ấy còn đứng nghe cô giáo giảng bài của bọn mình luôn. Và cô giáo bọn mình thì cũng không có ý kiến gì cả. Sau đó thì mình mới biết là bạn ấy cũng tầm tuổi mình, đang học y Hải Phòng thì phải vào viện. Và mình thắc mắc không biết điều gì đã xảy ra. Vài hôm sau thì bọn mình có học về bệnh trầm cảm và chúng mình đi tìm những bệnh nhân trầm cảm trong khoa để hỏi bệnh. Đầu tiên là một anh thanh niên ngoài 30 tuổi. Anh bị chấn thương cột sống và gãy hai xương cẳng chân, đang phải cố định ngoài. Nguyên nhân là do bố mẹ anh đã ngăn cản đám cưới của anh và chị người yêu anh hiện tại, nên là anh đã nhảy từ tầng 3 nhà anh xuống. Mình không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng mình tin rằng cũng sẽ có nhiều bạn suy nghĩ như mình ngày xưa, rằng tại sao anh lại lựa chọn dại dột như vậy. Chẳng lẽ anh không nghĩ là nếu anh không còn trên đời này nữa thì mọi người sẽ đau lòng như nào à? Giờ mình cũng gặp một chị nọ đâu đó hơn 25 tuổi. Và điều về chị khiến cho mình vẫn còn nhớ tới tận bây giờ, đó chính là đôi mắt của chị. Thật là mình chưa thấy một đôi mắt nào thâm đến như vậy. Và mình không nghĩ là mắt có thể đen đến như vậy. Chẳng khác gì đôi mắt của một con gấu trúc cả. Mắt chị còn đỏ sọng lên nữa, khiến cho gương mặt chị nhìn chẳng còn chút sức sống nào. Và đây lại là một câu chuyện tình cảm khác. Chẳng là sau nhiều năm yêu nhau và đã có dự định kết hôn, thì chị phát hiện ra người yêu của chị đang có quan hệ với một người thứ ba. Từ đó thì lúc nào chị cũng buồn rầu và chị bị mất ngủ triền miên. Chị đã dùng thuốc ngủ một thời gian dài, và loại thuốc ngủ này có tác dụng gây nghiện. Thông tin thêm một chút là nhiều loại thuốc ngủ có tác dụng gây nghiện, nên là chúng ta không thể dùng chúng bừa bãi được. Và chị đã dùng nó quá lâu, khiến cho tình trạng ngày càng trở nên tệ hơn. Chị bảo với mình rằng cứ mỗi đêm nhắm mắt lại thì hình ảnh người yêu chị và người thứ ba kia làm những chuyện có lỗi với chị lại hiện lên. Chị dần suy sụp và bỏ cả công việc. Đùa chứ, chỉ là một thằng con trai thôi mà, tại sao chị phải khổ sở như vậy nhỉ? Kẻ đó đâu có xứng đáng với chị đâu. Rất nhiều người đã khuyên chị như vậy, nhưng chị vẫn không thể nào điều khiển được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Sau khi bọn mình hỏi bệnh xong thì chị có gọi và năn nỉ mình. Em bảo mẹ chị đưa lại điện thoại cho chị được không? Mẹ chị giữ điện thoại của chị vì sợ chị lại lên mạng rồi lại xem ảnh và nhắn tin cho anh kia. Nhưng mà chị hứa là chị sẽ không làm gì đâu, chị chỉ nghịch linh tinh thôi, tại vì suốt ngày nằm giường bệnh như này, chị thấy bức bối quá, chị không chịu được. Mình thì chẳng biết trả lời như nào, nhưng mà chị năn nỉ mình quá nên là mình chốt đáp lại là vâng, để em bảo thử. Và chị nói cảm ơn mình rất nhiều. Tất nhiên khi đi ra khỏi phòng bệnh thì mình đã không nói gì với mẹ chị ấy rồi, vì bạn thử tưởng tượng xem tình huống đó nó sẽ kỳ cục như thế nào. Thay vào đó thì mình quay lại phòng học của bọn mình và cố tìm xem có gì để tặng cho chị vui lên không. Hôm đó thì mình chẳng tìm được gì trong ba lô của mình cả. Và mình chợt nhớ ra là mình có hai quyển sách Hạt Giống Tâm Hồn mà mình cho một bạn cùng tổ mình mượn đã lâu. Trước thì mình rất là thích bộ sách đó vì những câu chuyện ngắn trong đó nhẹ nhàng và giàu tình cảm. Mình bảo với bạn mình rằng nếu mà đọc xong rồi thì mai mang trả mình luôn. Hôm sau thì bạn mình quên mất không mang, nên là đến 2 hôm sau thì mình mới cầm được trên tay những quyển sách đó. Mình đi ra phòng chị nằm hôm nọ, thì lúc này chị đã ra viện rồi. Một lần đó thì mình đã thất hứa, và thỉnh thoảng mình lại nghĩ tới chuyện này cho tới tận bây giờ. Một năm sau, tại khoa chống độc. Mình thì không được học ở khoa chống độc, mà mình chỉ trực ở đó một đêm thôi. Và lúc đến nhận trực thì mình mới biết rằng hàng ngày có nhiều người tự tử đến như vậy. Vì là khoa chống độc nên là bệnh nhân chủ yếu tự tử bằng cách uống thuốc trừ sâu. Hóa ra các vụ tự tử mà các bài báo thỉnh thoảng đưa tin chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi các bạn ạ.
8 giờ tối, một gia đình nọ đưa một bác gái tầm 70 tuổi đến viện. Chẳng là mọi người mới phát hiện ra bác nằm bất tỉnh từ chiều tối trong phòng, cùng một bức thư để lại trên bàn. Trong thư thì bác có nói là bác lắm bệnh quá, bác muốn ra đi cho con cái đỡ khổ. Mới lúc trưa thì bác còn hẹn cả đại gia đình đến ăn uống và vẫn còn cười nói vui vẻ. Mọi người cũng chẳng ai biết về bất kỳ một biểu hiện bất thường nào của bác gần đây, và cũng không ai biết bác đã tự tử một cách nào. Một lúc sau thì người nhà ở quê mới điện thoại lên, nói là tìm thấy vỏ của hai lọ thuốc trừ sâu được giấu sau vườn. Đến 11 giờ đêm thì một cậu thanh niên nhuộm tóc vàng, có hình xăm ở cổ, đưa một cô bé vào viện. Cô bé này mặt mũi rất là xinh xắn, trang điểm đậm, tóc cũng nhuộm vàng, có đeo ba cái khuyên ở bên tay trái và cả khuyên mũi nữa. Dọc trên cánh tay của bạn này là những vết dao lam cứa, nông thôi nhưng trải dài cả dọc cánh tay, có cả sẹo của những vết cứa cũ nữa. Có lẽ mọi người đang nghi ngờ bạn này dùng thuốc hoặc gì đó tương tự nên đưa vào khoa. Sau khi vào viện thì bạn ấy ngồi một góc giường và khóc. Còn là sinh viên thì mình đi đo huyết áp cho bạn ấy và hỏi một số thông tin cơ bản để ghi vào bệnh án, nhưng bạn ấy cũng không nói gì và cũng không chịu nói tên và số điện thoại của bố mẹ. Ngồi một lúc sau thì bạn gái này vùng vằng đòi đi về và không ai ngăn được nên là mọi người đành để bạn ấy về. Nhìn chung thời gian trôi qua và càng tiếp xúc nhiều thì mình càng nhận thấy rằng tâm lý là một thứ gì đó vô cùng phức tạp. Tại sao có những đứa trẻ lớn lên với sự đầy đủ về mặt vật chất lại muốn tự hủy hoại bản thân mình? Tại sao cô bé ấy lại không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình mình? Liệu rằng những người bị mắc trầm cảm như mình kể trên có thực sự là những người yếu đuối, ngu ngốc và ích kỷ như nhiều người hay nói? Vì rõ ràng nếu nhìn theo một hướng khác thì bạn gái học y có lẽ đã từng rất cố gắng để học. Anh thanh niên và chị gái gặp trắc trở trong chuyện tình cảm là những người rất chung thủy. Và bà mẹ già là người rất thương con. Chắc hẳn mỗi bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Còn mình chỉ muốn nói rằng để hiểu về tâm lý của một ai đó là vô cùng khó, vì nó được hình thành từ khi sinh ra và thay đổi qua mỗi sự việc xảy ra trong chính cuộc sống của người đó. Vậy nên mới biết rằng việc tìm hiểu về cuộc sống của người bệnh từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại, như thầy cô mình từng nhấn mạnh, là quan trọng đến nhường nào. Nhưng kể cả có muốn tìm hiểu thì mình vẫn tin rằng trong mỗi con người sẽ luôn có những nỗi buồn, những cái khó khăn mà họ muốn giấu kín và không muốn để cho ai biết. Nên điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm để giúp đỡ một ai đó cũng chẳng cần phải là thứ gì đó quá to tát, mà chỉ cần học cách nhìn nhận cuộc sống bằng một trái tim biết đồng cảm hơn.